Mùng 1 hàng tháng, cấm làm 7 việc này, kẻo xui xẻo, tán gia bại sản, tiền bạc, đội nón ra đi. Vâng, hoan hỉ được chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng là câu nói cửa miệng quen thuộc của người dân Việt Nam. Dân gian xưa cho rằng, ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng cần phải chú ý kiêng kỵ một số điều để cho cả tháng được bình an, may mắn, làm ăn suôn sẻ và tràn đầy sức khỏe. Còn nếu như phạm phải các sai lầm vào ngày này, rất có thể sẽ mang lại những vận xui không đáng có cho bạn và cả gia đình. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vấn đề này. 7 việc cực xui xẻo cấm làm trong ngày rằm, mùng 1 hàng tháng. Lưu ý cái số 7 ai cũng làm mỗi ngày. Những điều kiêng kỵ vào ngày mùng 1. 1. Kiêng ăn một số món. Nhiều món ăn của người Việt Nam kiêng ăn vào đầu tháng, từ mùng 1 đến ngày mùng 10 âm lịch, đặc biệt là ngày mùng 1 để tránh vận đen như mực, thịt chó, thịt vịt, trứng vịt lộn, cá mè, mắm tôm, ốc và chuối. Kiêng ăn mực vì mực là thực phẩm có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm đen như mực của ông cha ta từ nhiều năm trước đây. Kiêng ăn thịt chó vì người ta quan niệm ăn thịt chó đầu tháng thì cả tháng đó sẽ xui xẻo, không may mắn. Tuy vậy, thịt chó được coi là một món giải xui nếu ăn vào cuối tháng. Kiêng ăn thịt vịt bởi vì người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt sẽ đen đủi, tan đàn, sẻ nghé. Thay vì sử dụng thịt vịt, người ta sẽ dùng thịt gà với ý nghĩa cát tường hơn. Giống như thịt chó, vào những ngày cuối tháng, món thịt vịt lại được xem là món ăn giải đen. Kiêng ăn trứng vịt lộn vì nếu ăn thì cả tháng sẽ không được may mắn, mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình. Nguyên nhân của việc kiêng ăn cá mè là do chữ mè đi kèm với chữ mè nheo, nếu ăn thì cả tháng sẽ bị đen đủi và hãm tài. Mọi người kiêng ăn chuối vì chữ chuối nói lái sẽ thành chuối, hay chữ đuối theo giọng của miền Nam, nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Người miền Nam cũng kiêng ăn tôm vào ngày đầu tháng vì cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi nên khó có thể đầu xuôi đuôi lọt, do đó mọi việc sẽ khó được thuận buồm xuôi gió trong cả tháng. Tóm lại, nếu ăn những món này, bạn sẽ bị xúi quẩy, không may mắn, hãm tài cả tháng, thậm chí là bị mất của, hao tổn sức khỏe. 2. Kiêng nói bậy chỉ tục. Nói bậy chỉ tục chắc chắn cũng phản ánh một phần nào đó văn hóa của mỗi người. Đây cũng là điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Nhiều người quan niệm, nếu đầu tháng mà nói bậy chỉ tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng, cần đặc biệt tránh và không nhắc tới những điều rủi ro, xui xẻo vào ngày đầu tháng, nhất là ngày mùng 1, để đuổi vận xui đi càng xa càng tốt. Việc kiêng này thật ra không chỉ trong ngày đầu tháng cô hồn, mà còn có thể áp dụng đều đặn với người làm ăn kinh doanh hàng tháng. 3. Kiêng mặc cả khi mua hàng, kiêng đổi hàng. Người Việt thường kiêng kỵ việc ngã giá, không mua hoặc đổi hàng vào ngày mùng 1 tháng. Theo quan niệm của người buôn bán thì nếu gặp khách hàng khó tính đầu tháng sẽ khiến cho việc làm ăn trong cả tháng không được suôn sẻ. Do đó sẽ rất xui xẻo nếu gặp phải người tới xem hàng mà ngã giá, mặc cả xem nhưng không mua hoặc là đổi trả lại vào trong ngày mùng 1 đầu tháng. 4. Kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén. Bạn đang thắc mắc tại sao trong danh sách cần biết về tháng cô hồn kiêng kỵ gì lại có điều kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén phải không ạ? Bởi lẽ, ông bà ta từ xưa đến nay có quan niệm từ vỡ hoặc là bể là những từ tạo nên sự chia cắt đứt lìa trong mối quan hệ gia đình. Vì thế trong ngày mùng 1 đầu tháng cũng như là tháng cô hồn, tốt nhất cố gắng tránh tối đa không đánh vỡ bát đĩa, ấm chén hay những hành động bất hòa như cãi cọ, chửi bới và kiêng để xảy ra những điều không vui trong gia đình. 5. Kiêng quan hệ nam nữ. Người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng vào các dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, ngày mùng 1 và ngày rằm, nhất là ngày đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên hạn chế gần gũi yêu đương để tránh kinh động tới đấng thiêng liêng và không mắc tới xui xẻo, đen đủi không đáng có. Chính vì thế, nếu có hỏi rằng ngày mùng 1, ngày rằm và tháng cô hồn thì kiêng gì, không ít người sẽ nói rằng kiêng quan hệ nam nữ. 6. Kiêng cắt tóc. Đầu vốn là bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể, cho nên cắt tóc ở thời điểm nào cũng cần phải lưu ý kỹ, không nên cắt tóc vào ngày đầu tháng bởi thời điểm này rất độc, có thể khiến cho bạn ốm đau. Ngoài ra nó còn gây ra việc hao tài tốn của, kinh doanh thua lỗ. 7. Kiêng soi gương. Gương vốn là một đồ vật rất thiêng. Người xưa tin rằng gương có thể chiếu được ma quỷ hay thế lực âm. Do vậy bạn không nên soi gương vào ngày mùng 1 để tránh trông thấy những điều đáng sợ, tinh thần giảm sút.
Trên đây là những điều kiêng kỵ được dân gian truyền lại từ xa xưa. Dù không có căn cứ khoa học, song những điều này được đúc kết từ kinh nghiệm sống của người Việt ta. Vì thế, nếu như có thể thì ta cũng nên tránh để tinh thần được yên tâm, làm việc gì cũng thoải mái nhất. Trên đây là những điều kiêng kỵ được dân gian truyền lại từ xa xưa. Dù không có căn cứ khoa học, song những điều này được đúc kết từ kinh nghiệm sống của người Việt ta. Vì vậy, nếu như có thể thì ta cũng nên tránh để tinh thần được yên tâm và làm việc gì cũng được thoải mái nhất. 8. Kiêng đi thăm phụ nữ vừa sinh nở. Dân gian xưa vẫn có thói quen kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong vòng 1 tháng đầu kể từ khi em bé chào đời và hạn chế tới thăm trong các ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi vượt cạn, cả mẹ lẫn bé đều đang rất mệt mỏi, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều khiến cho không gian ồn ào, đi kèm với bụi bặm, nguy cơ gây bệnh cho mẹ và bé sẽ tăng nếu như khách bị ốm mệt. Việc kiêng này là hợp lý và tốt cho cả đôi bên. 9. Kiêng gặp nữ hay gặp người vía dữ. Vào buổi sáng sớm, đặc biệt là ngày mùng 1, nếu có việc phải đi xa hoặc là thực hiện công việc quan trọng, nhiều người có thói quen tránh đi ra ngõ, ra cửa gặp nữ giới hoặc là người có vía dữ, với mong mỏi rằng công việc được như ý và vạn sự hanh thông. Đôi khi để tránh vận rủi, có người còn khéo léo thu xếp nhờ người quen tình cờ mở cửa, hay gặp may mắn, đứng chờ ngõ chào hỏi và chúc mình lên đường may mắn để lấy phước. 10. Kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ. Đúng theo tâm lý, thói quen bấy lâu của người Việt, đồ cúng không được nếm hay ăn thử trước khi đặt lên bàn thờ. Ngày mùng 1 tối kỵ việc ăn vụng, đồ cúng trước khi thắp hương và thành kính vấn xin, tránh rước tai họa vào mình. Thưa quý vị, quan niệm tâm linh của người Việt thường rất xem trọng việc kiêng kỵ trong những ngày mùng 1 và ngày rằm. Bởi họ có suy nghĩ rằng đầu tháng có kiêng, có lành, tuân thủ đúng thì vận may về sức khỏe, tài lộc sẽ đến với gia đình trong suốt 30 ngày còn lại. Vậy thì, liệu bạn có tin vào tâm linh giống như ông bà ta ngày xưa hay không? Nếu muốn bản thân gặp được nhiều chuyện may mắn, thuận buồm xuôi gió, cả về công danh sự nghiệp lẫn sức khỏe, thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. 1. Thắp hương. Đốt hương trầm là một cách hiệu quả để gia tăng may mắn và hóa giải năng lượng tiêu cực. Khi tinh thần đang tồi tệ, bạn có thể chọn đốt hương có mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc là hoa nhài. Khi thắp hương cho thần Phật gia tiên, bạn nên thắp số lẻ chứ không phải là số chẵn. Nếu bạn đang gặp xui xẻo trong cuộc sống cá nhân thì hãy nên đốt hương tại nhà. Còn nếu bạn đang gặp vấn đề ở công việc, hãy thắp hương trong văn phòng của bạn. 2. Lễ chùa hái lộc. Ngay buổi sáng của ngày đầu năm mới hoặc là mùng 1 đầu tháng, rất nhiều người, nhiều gia đình nô nức cùng nhau đi chùa. Đây từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam để bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp. Mọi người đi chùa không chỉ cầu mong những điều may mắn đến với mình, mà còn cầu mong những điều tốt đẹp khác đến với mọi người trên thế gian này. Không chỉ vậy, người Việt Nam ta còn có tập tục hái lộc đầu xuân vào đêm giao thừa hoặc là sáng. Đây xem như là một cách để mọi người mang lại những điều may mắn và tài lộc về cho gia đình mình và mọi người. 3. Mang các vật được coi như bùa hộ mệnh. Chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm 3 chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Cỏ ba lá. Vì hiếm hoi giữa một rừng cỏ ba lá, nên nếu như ai tìm được cho mình một cành cỏ 4 lá sẽ cực kỳ may mắn. Mỗi lá trên cành được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Dây chuyền. Một chiếc dây chuyền phong thủy có thể giúp bạn thu hút được nhiều tài lộc, may mắn và bình an cho tất cả các ngày còn lại trong tháng. 4. Mặc quần áo đỏ. Màu đỏ luôn là màu của những điều may mắn, sung túc, hoan hỷ. Do đó, việc mặc quần áo màu đỏ vào ngày đầu tháng tượng trưng cho hy vọng vào một khởi đầu mới may mắn, sung túc, dồi dào tài lộc. Vậy bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đỏ thật đẹp mặc vào những ngày đầu tháng hay chưa? 5. Luôn giữ tinh thần vui vẻ, chan hòa. Người ta tin rằng nếu ngày mùng 1 đầu tháng bạn giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ, sảng khoái, chan hòa với mọi người thì vị thần may mắn sẽ tự nhiên tìm tới và ban phước lành cho bạn cùng với các thành viên trong gia đình. Thứ 6. Thanh lọc các luân xa với hoa tươi. Trong một số nền văn hóa châu Á, 7 luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người.
hoa tươi có thể sử dụng để làm sạch 7 luân xa của bạn, loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bạn sẽ cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc khác nhau càng tốt, trừ màu trắng. Ngắt bỏ hết thân cây và lá và chỉ cần để lại hoa. Cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm, nước thơm sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho tinh thần của bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận thu thập tất cả những bông hoa, đặt chúng vào trong một túi giấy và vứt bỏ. Hãy tưởng tượng những điều kiện không may của bạn đang bị vứt đi cùng với những bông hoa. Hãy mang theo những đồ vật này để được may mắn cả tháng. 7. Mang vật phong thủy hợp cung mệnh. Mệnh mộc mang theo muối. Người mệnh mộc thì bỏ muối trắng tức là kim vào ví, như thế sẽ giúp cho dưỡng mệnh rất tốt, từ đó tiền tài sẽ tự chui vào ví. Bạn có thể lấy tờ giấy bạc, gói một ít muối vào và cho vào bất cứ ngăn nào của ví. Như vậy, bạn đã mang trong mình lá bùa cầu tài cực linh nghiệm rồi đấy. Mệnh kim mang theo đất. Để dễ hình dung, bạn có thể hiểu mệnh kim là kim loại. Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì thổ sinh kim. Đây chính là lý do vì sao những người mệnh kim nên để đất vào túi. Bởi đất tượng trưng cho mệnh thổ, cho đất vào túi sẽ giúp vượng phát cho người mệnh kim, thúc đẩy sự vượng phát tài lộc. Mệnh thủy mang theo bạc. Những vật phẩm bằng bạc tượng trưng cho mệnh kim. Vì kim sinh thủy nên để bạc bên người sẽ giúp làm lợi cho người mệnh thủy. Sở dĩ nói kim sinh thủy không phải là bạn được nung chảy thành nước mà tạo thành nước. Bởi kim là biểu tượng tượng trưng cho ông trời. Hiện tượng nước mưa từ trên trời rơi xuống được coi là do trời tạo ra. Vậy nên trời tạo ra mưa đồng nghĩa với kim sinh thủy. Mệnh hỏa mang theo gỗ. Mệnh hỏa có nghĩa là lửa. Vì mộc sinh hỏa, thế nên muốn làm cho mệnh hỏa thêm vững chãi, may mắn thì cần vật phẩm phong thủy thuộc mệnh mộc. Gỗ là mệnh mộc, thế nên đây là lựa chọn hoàn hảo cho ai có mệnh hỏa. Nếu là gỗ lấy từ cây đang sống là tốt nhất. Mệnh thổ mang theo bật lửa hoặc bao diêm. Sở dĩ những người mệnh thổ nên để bật lửa hoặc bao diêm trong túi vì theo ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ, nôm na như mọi vật bị lửa thiêu rụi sẽ thấm vào đất, bồi dưỡng làm cho đất thêm tốt tươi. Không chỉ tăng thêm may mắn về tiền bạc, vật phẩm này còn giúp tăng may mắn về đường tình duyên cho người mệnh thổ. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp quý vị hãy vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận dưới video này. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.